Đình Mạc Vũ xin mến chào toàn thể anh em cả nước nha. Thì hôm nay mình lên tiếp những cái mẫu máy nén, đầu nén với lại dây xịt thuốc. Có một hai mẫu thanh lý nha các bạn, giá thanh lý các bạn à. Rồi thì hàng của máy mới các bạn, đây hôm bữa giờ mình toàn đóng hàng mới thôi nha các bạn. Hai ba ngày nay các bạn, khôn đốc phải nói với bạn là đây, cháy hàng luôn. Từ hôm qua giờ mình đi họ, bây giờ là khôn đốc là dọn kho là sạch rồi nha các bạn. Công ty họ dọn kho là còn đâu khoảng tầm mình còn khoảng mười mấy cái nữa là hết hơn nha, hết đơn nha các bạn, là ngưng nhận hết đơn. Các cỏ bãi thì mình còn đâu có mấy cái maru kia kìa các bạn. Kìa, bạn nào lấy mình thanh lý cho 550 một cái luôn, dọn kho luôn. Giá dọn kho nha các bạn, 550 một cái, còn đâu 6 cái bạn, 6 cái maru đang nằm ở ngoài kia kìa các bạn. Còn có 6 cây thôi. Rồi thì hàng của các bạn hôm nay mình đóng đi hết rồi nha. Các bạn cứ lên to lên đơn là mình đóng đi thôi. Khách quen thì không cần chuyển cọc đâu, còn khách lạ thì phải cọc mình mới đóng được. Rồi thì các bạn lấy số lượng thì mình tính cái giá xuống tận đáy luôn các bạn, tận đáy xã hội cho các bạn luôn. Các bạn lấy số lượng từ 5 cái thôi là mình tính giá tận đáy xã hội cho các bạn luôn, cho các bạn lấy nha. Rồi thì máy mới này mình bán, nếu mà các bạn lấy mỗi loại một cái bạn là mình tính bằng giá 5 cái cho các bạn luôn. Ví dụ các bạn lấy này cái kia cái nọ cái mỗi thứ một cái là mình sẽ lùi giá cho các bạn là bằng 5 cái luôn nha các bạn. Đó là như vậy. Các bạn lưu ý nha, hàng mới này đó. Hôm nay mình có một số hàng thanh lý, mẫu thanh lý nha các bạn. Rồi vô cái hàng thanh lý đầu tiên trước đây, mấy dây xịt thuốc đi. Da ken nha. Thì cái mẫu da ken này mình bán từ năm trước đó các bạn. Mẫu da ken này bán rất chạy nha. 5 lớp 4 thì mình còn đâu mấy cuộn em? 5 cuộn hay 4? Thì nhà còn đâu 5 cuộn hả bạn à, 5 cuộn vậy thôi. Thì mình đổi giá thanh lý cho bạn luôn. Thì cái này mình đang năm trước là mình bán 630 đó bạn. Năm nay là mình đổi giá thanh lý cho bạn là 495.000 nha các bạn. Mẫu này là dây da ken nha, dài, nó dài 50m nha các bạn. Dây 8.5 Korea từ á bạn, gái đang nhắc. Đây bạn, dây này là Korea 8.5 này bạn, có chữ nó có dập chữ Hàn Quốc trên dây nè. Đây bạn thấy không? Đó, dây Korea. Mặt đầu nói nó, dây này là dây 8.5 nha các bạn. Dài 50m, lật ngửa lại em, lật ngửa lại anh nhìn cái đầu bên kia coi. Đây. Đây đó, đầu bên này nè các bạn, đầu nối của nó nè. Đầy đủ nha, dẻo nha các bạn, 5 lớp bố nha các bạn, dẻo. Mẫu này năm trước mình bán một ngày mình đi cũng mấy chục cuộn đó bạn. Bữa giờ mình bán hàng bãi á, mình không có nhập hàng dời á, cho nên công ty nó cũng đứt hàng luôn à. Hết hàng rồi các bạn. Mình còn có 5 cuộn thì mình thanh lý qua mẫu nha. Đó, nghĩa là mình bỏ mẫu, thanh lý qua mẫu luôn bạn. Giá 495.000 lật lại em. Đâu rồi, giá nó đâu rồi. Đó, năm trước là 530 đó các bạn. Năm nay là thanh lý cho bạn 495.000 là cộng ship nha các bạn, cộng ship. Bạn lưu ý nha, cộng ship. Đó, mình còn có 5 cuộn thôi nha các bạn. Năm trước là mình bán 530 là cũng cộng ship nha, không có bao ship cái dây này các bạn. Tại vì cái giá mình đeo thấp rồi, lợi nhuận nó không có các bạn, nên mình không có bao ship nha các bạn. Thanh lý cho bạn luôn, còn 5 cuộn thôi. Rồi, dây gì ta, dây này dây da ken các bạn, Korea 8.5, dài 5 lớp bố, dài 50m. Các bạn lưu ý nha. Rồi, 495.000. Giá thanh lý còn 5 cuộn đó nha. Mình nhận 5 đơn thôi các bạn, hoặc là bạn nào lấy hết 5 cuộn thì mình tính cho các bạn. Nếu mà lấy hết 5 cuộn thì mình bao ship cho bạn luôn, cho nhanh nha. Mình còn 5 cuộn thôi, nếu lấy hết 5 cuộn thì mình bao ship luôn. Còn lấy 1 cuộn thì cộng ship giúp mình nha các bạn. Rồi, cho qua em. Tiếp bạn, mẫu này là mẫu Housun nha các bạn. Housun, cũng 5 lớp bố luôn nha các bạn. Mẫu này á, Housun 460.000. Mẫu này là mẫu gọi là quốc dân nè các bạn. Mẫu này bán chạy lắm, hàng quốc dân nè, màu cái màu nè các bạn. Thì dây này nó cũng là của Korea luôn. Đâu mà lật ra, đây, đầu nói nó đây các bạn. Lật cái đầu mà có chữ cho dùm anh em. Đây, này, dây 8.5 bạn. Korea này các bạn, thấy không? 8.5 nha. Rồi, hai đầu nối của nó là một đầu đực, đầu cái nha. Như thằng này đầu cái nè, thằng này là đầu đực nè các bạn. Đó, hai đầu nối đầu đực, đầu cái. Đây, thông số nó đây các bạn. 8.5 này, 3000 PSI Korea. Dẻo nha các bạn, loại này dẻo lắm nè. Thấy không? Dẻo không bị gấp lại luôn nè. Đó. Dây này là dây 8.5 50m các bạn lưu ý nha. 50m. 460. Dây này mình cũng đang xả cho các bạn là 460 thôi bạn. Năm trước là 480 đó bạn. 480 hay 500 quên ra rồi.
Đúng rồi, năm trước là 480 à, năm nay là xả cho bạn 460 nè, lùi 20.000. Nói chung bán đồ mới thì cái giá nó lời 20-30.000 thôi bạn, không có nhiều. Nên là lùi 20.000 là xả đó bạn. Rồi, thì 460 là cộng ship nha, mà không có bao ship được nha. Tại vì cái giá này là nó sát đáy xã hội rồi bạn, không có bao ship được nữa đâu. Một cuộn như vậy tiền ship của nó khoảng 50.000 nha các bạn. Còn các bạn lấy từ 2 cuộn là tiền ship của nó khoảng 70.000. Còn các bạn lấy 5 cuộn là tiền ship của nó còn đâu 100.000 gì thôi các bạn, 120 gì thôi. Có nghĩa là các bạn lấy càng nhiều thì tiền ship nó sẽ càng ít nha. Dạ, cho các bạn dễ hiểu. Rồi, cái này cộng ship giúp mình nha các bạn, tiền ship nó khoảng 50.000 nữa nha, chứ mình không có bao ship nha. Tại vì mình báo cái giá này là tận đáy xã hội rồi, mình không có bao ship được nữa các bạn, lưu ý nha. Rồi, 460.000 một cuộn các bạn. Dây 50m, dây 8.5, 5 lớp bố lận các bạn. Cái dây Hosun đây nè, 5 lớp bố nha. Rồi em, qua mẫu em tiếp bạn. Rồi, cái này là bán rất là chạy luôn bạn, mà công ty nó đứt hàng luôn bạn. Nên mình còn có đúng một cái duy nhất. Phải 2HP không em? Là mình còn đúng một cái duy nhất luôn bạn, mà công ty nó báo mình là hết hàng các bạn, không còn hàng này luôn á. Mình còn đúng một cái luôn, mình thanh lý luôn nè. Chứ nếu mà còn hàng là mình tiếp tục bán bạn. Thì cái thằng này nó là Kubota 2HP các bạn à. Lật ngửa ra em, lật ngửa ra em. Đây 2HP. Ti thằng này nó là ti 32 nha các bạn. Ti này là ti ti thép inox gì đây, thép inox 32 phi 32 nha. Đó, ti 32. Rồi lật lại em. Thằng này nó có một chức năng nữa mà mình ngu tè luôn bạn, mình bán từ năm trước mà mình không có nói với lại anh em biết không. Cái chức năng này các bạn, đây nè. Cái đây này các bạn là đây, để im, để im em. Cái đầu này các bạn thấy cái đầu này để làm gì không? Cái này là để bơm nước đó các bạn. Tức là sao? Tức là con này nó chức năng vừa phun thuốc nè, thuốc nè, hai cái đầu này là để phun thuốc đúng không? Là các bạn biết rồi. Nhưng mà cái đầu này là để bơm nước luôn các bạn. Con này vừa bơm nước được luôn, vừa xịt thuốc, vừa nén xịt thuốc này bạn, vừa bơm nước tưới được luôn. Đó, này nó chức năng hay các bạn, hút nước lên bơm nước nè. Là các bạn mở đầu này ra, nối cọng dây vô là bơm nước khó hai này lại. Đó, cái chức năng thằng này nó có chức năng bơm nước đó các bạn. Mình bán từ năm trước mình ngu tổ mẹ luôn bạn, mình không có biết các bạn, mình cứ bán thí bán đại à. Mình đâu có biết đâu mà anh em đặt hàng quá trời luôn. Thì hôm nay mình còn đúng một cái duy nhất nha các bạn, không còn cái thứ hai đâu. Thì các bạn để sau này nếu mà công ty nó có hàng nó báo lại cho mình á, thì mình sẽ lên video báo cho các bạn biết nha. Chứ hôm nay là mình còn đúng một cái thôi. Giá của nó là 1090 nha các bạn, bao ship luôn. Mình còn đúng một cái là bao ship luôn nè. Chứ con này năm trước mình bán giá là 1.1 triệu mà không có bao ship nha các bạn. Cái giá mình bán là không có bao ship á, nhưng mà hôm nay mình còn có một cái thôi, mình thanh lý cho các bạn luôn là bao ship luôn, 1090 nha. Thì các bạn lưu ý nha, cái này mình còn có một cái thôi. Bây giờ các bạn có đặt thì mình báo hết là tức là mình hết rồi đó bạn. Mình có một cái thôi. Như ngày hôm qua mình lên cái đầu kia cũng vậy, mình còn có một cái mà anh em hỏi quá trời luôn, có một cái rồi. Mình các bạn đặt mà mình không có hàng báo bán luôn á. Rồi, thì con này nó đây nè các bạn, nó chày sơn tí đây nè các bạn, lưu ý nha. Đây, lật lật. Này nè, đó nó chày sơn tí này, không sao các bạn, nó chày sơn tí thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Liên quan thì tới máy đó nha. Rồi thì phụ tùng con này nó đầy đủ đó bạn. Nó gồm một dây hút nè, một dây hồi nè, và một cái cục lọc nè các bạn, cục lọc nè, với một cái bánh để qua lăng để gắn dây cu ro nè. Thì cái bánh này bằng nhôm nha các bạn, chống rỉ các bạn. Tại vì khi các bạn bơm thuốc những cái nước thuốc đồ nó axit. Dây nè, rồi thì nó có cái này cao su nè. Đó bạn, cao su ở cái này phốt. Phốt đó bạn, bị một bị phốt nè. Đó, phụ tùng nó vậy thôi. Rồi, con này là hai ngựa nha các bạn, lưu ý, nó là hai ngựa. Rồi tiếp tục bỏ cái một ngựa lên cho anh đi em. Đó, qua qua em. Rồi, tiếp bạn, cái này là Kubota một ngựa nha các bạn. Cái này mình còn mấy cái em. Điếm điếm kho, trong kho còn mấy cái em. Thì cái này là mình còn hình như đâu? Hả? Cái này mình còn 5 cái nha các bạn, còn 5 cái Kubota thì công ty nó báo hết mẫu rồi. Khi nào có hàng thì mình dời lại nha các bạn, hàng này mình bán chạy lắm. Mình dời âm thầm mình bán từ đầu năm giờ các bạn, bán miết thôi, dời miết mình không có báo. Cái này một ngựa bạn, ti của nó là ti thép 22 bạn, ti nóc thép 22. Đó là ti phi 22 nha. Rồi lật lại đi em. Con này nó cốt của nó là hai bên luôn bạn, bên này nè. Bên này hình như cũng có cốt đó ta, lật rồi anh nhìn em, lật đúng rồi. À con này cốt hai bên luôn, ghê không?
đây bạn, bên này nó có nữa nè các bạn, tháo cái nắp này ra là thấy nữa nè, bên này nó còn một cốt nữa các bạn, con này hai cốt hai bên luôn. Đồ cái hàng này hay ta. Rồi lật lại em, rồi đây. Rồi tiếp bạn, quay tiếp bạn coi, con này nó có một cái lỗ này nữa nè các bạn, đó bạn thấy không? Lỗ này là lỗ bơm nước nha các bạn, đó. Tức là tháo này ra để bơm nước đó nha các bạn. Cái này là hai cái đầu này là để nén xịt thuốc này, cái đầu này để bơm nước. Đó, mình gọi là chức năng, nó thêm chức năng nữa là bơm nước các bạn. Rồi, thì nó có chức năng bơm nước nha các bạn. Cái này là phi của nó là phi 22, một ngựa, một HP đó bạn. Lỗ này thì mình còn có 5 đầu nữa thôi nha các bạn. 5 đầu hết rồi, mình hết hàng rồi nha. Giá cho các bạn là 850. Cái này 850 có bao ship không em ơi? 850 là không có bao ship nha các bạn, giá cộng phí ship nha. 850 là cộng ship giùm mình. Một cái đầu như vậy là tiền ship của nó là 50.000 nha. Còn các bạn lấy số lượng từ 2 cái, 3 cái thì tiền ship nó sẽ lùi dần đó các bạn. Tức là họ tính ký nó lùi dần theo số lượng nhân lên đó các bạn. Rồi, Kubota các bạn. Đầu này các bạn mua hàng cứ nói thư ký đầu là đầu Kubota. Một HP là được thôi các bạn. Đó, phụ kiện nó đi kèm thì nó cũng như cái thằng 2 HP thôi các bạn. Cũng đầy đủ nè, phốt rồi nè. Đó, dây. Dây hút, dây hồi, bánh hoa lăng với lại cái cục lọc. Vậy thôi các bạn. Đó. Rồi thì mình còn 5 đầu thôi. Giá dọn kho cho các bạn là 850 cộng ship nha. Còn các bạn lấy số lượng hết 5 đầu luôn thì mình bao ship luôn. Các bạn lấy hết 5 đầu thì mình bao ship luôn cho các bạn luôn. Rồi. Rồi qua em, qua đi em. Qua mẫu. Rồi, hôm nay mình lên cái máy cưa hàng hàng này là hàng chai san các bạn. Hàng này nó là hàng tàu xúc quốc tế nha các bạn. Đây. Hàng này là hàng xúc quốc tế nè, cái mấy cái hàng cưa mà tàu xúc Nhật đó các bạn, là cái mẫu này nè các bạn, đó là nó đó các bạn à. Mấy cái thằng tàu xúc Nhật mình thấy nó hay đợi cái hiệu này nè, hiệu chai san nè các bạn, đó y chang vậy luôn. Mấy cái loại tàu xúc Nhật mà mình hay dời lô các bạn, hay dời lô cưa nó hay dính mấy hàng này lắm. Nhưng mà cái hàng bên Nhật nó giờ là mẫu cũ nha các bạn, tại vì thường mà quăng ra bãi là nó phải 3-4 năm nó mới giờ tới Việt Nam mình, có khi 5 năm. Còn cái mẫu này là mẫu mới nha, mẫu này là hàng tàu xúc đi quốc tế nha các bạn, chai xanh. Thì con này giá của nó là 1.250.000 bao ship nha các bạn, lưu ý giá này là mình đã cộng ship vô rồi, 1.250.000 thì mình đang báo giá một cây nha các bạn. Nếu mà các bạn lấy hai cây là mình bớt cho các bạn 50.000 luôn, là tính cho các bạn 1.200.000 một cây thôi. Còn các bạn lấy từ 5 cây đi bạn, là mình lùi nữa cho các bạn luôn. Nếu bạn lấy số lượng từ 5 cây nha các bạn. Còn số lượng mà từ 2 cây á, là mình lùi cho các bạn 50.000 cái. Mẫu này là chất lượng nha các bạn. Nó là hàng tàu xúc quốc tế các bạn à. Xúc đi quốc tế các bạn. Đi Nhật đi tùm lum các bạn. Là nó mẫu này đó các bạn. Xúc đi quốc tế á. Thì hàng Nhật bãi giờ mấy cái thằng tàu xúc Nhật nó cũng là mẫu này. Nhưng mà mẫu cũ các bạn. Còn đây mẫu mới này. Mẫu này chất lượng. À cái mẫu này năm trước mình có nhập rồi các bạn. Thì năm nay công ty nó thanh lý này, giá mới mềm này. Chứ năm trước là mình nhập mẫu này là 1.500.000 một cái đó bạn à. Năm trước á, mình nhập đúng giá mình nhập luôn bạn. Đây các bạn để ý cái mẫu năm trước mình nhập có cái bình xăng màu trắng ở đây đúng không, là mình nhập 1.500.000. Các bạn lục lại video cũ em, là giá mình nhập vô tới 1.500.000 luôn một cây luôn. Thì năm nay các bạn biết công ty nó thanh lý rồi, cái giá này gọi là mềm rồi. Thì số lượng mình dời cái mẫu này cũng không có nhiều đâu bạn, 1.250.000 là nó rẻ hơn năm trước tới 250.000 một cái luôn. Là những anh em nào mà năm trước mà nhập các bạn, là bây giờ nếu mà mấy ông chưa bán hết á thì nó vẫn còn cái giá 1.000.000 đó bạn, 1.500.000, 1.600.000 luôn á, cái giá nhập vô các bạn. Rồi thì con này nó có tặng một hộp xích nha các bạn, xích hộp, xích nằm trong hộp luôn mới gơi với xích hộp này các bạn, với cây lam này là 3 tấc nha các bạn, với đồ ngời thì nó có vũ nè, đồ mỡ nè bạn, tiếp mỡ bori nè, rồi tiếp cái vít canh ganti các bạn à. Cái này là để siết vô cái mặt tiền đó các bạn nè, để siết vô đây nè, đó siết vô đây đó. Đồ ngời nó thì nó tặng, nó kèm theo đầy đủ nha các bạn. Cái mẫu này năm trước mình nhập đúng là hên là mình bán hết các bạn, chứ bây giờ mà còn thì chắc mình cũng bể nợ luôn, lỗ chết mẹ luôn. Năm nay công ty nó thanh lý, giá nó lùi tới 250.000 một cái luôn bạn, 200.000 cái luôn các bạn thấy không. Rồi 1.250.000 à. Thì loại này là loại nó là hàng chai san bạn, 2.500 mini nhẹ nha các bạn, có ổ giật có trợ lực luôn, giật hơi nè em bạn, giật hơi nè em đó, ổ giật là có trợ lực luôn bạn, thấy không. Mẫu này nó mắc tiền mà, năm trước mình nhập
1,5 triệu luôn các bạn. Đúng là cái giá bây giờ cái giá bán ra nó rẻ hơn cái giá mình nhập luôn. Rồi, ổ giật thì có trợ lực luôn nha, nhẹ lắm bạn. 2,5 kg thôi. Nó nặng đúng 2,5 kg luôn các bạn. Rồi. Đó, rồi cái mẫu bạn nhớ nha, cái mẫu mà cái bình xăng màu trắng trắng đây nè, đó là năm trước là mình nhập cao nha, các bạn để ý. Rồi, cái này là tàu xúc đi quốc tế đó các bạn. Rồi cho qua mẫu đem lên cái mẫu rẻ cưa rẻ tiền em. Đó, đây là cái mẫu này là Kawani nè các bạn, mẫu này mình đang bán nè các bạn. Mẫu này thì nó là 1,150,000 nha các bạn. Hàng Kawani. Đây bạn, Kawani nè. Mẫu này bán nhiều lắm bạn. Đây mà hàng quốc dân luôn, bán ngày mình đi cả mấy cả chục cây các bạn. Hàng này thì số lượng không giới hạn luôn bạn, nhiều lắm. Rồi 1,150,000. Thì các bạn lấy hai cái là tính cho bạn 1,1 triệu nha. 1,150,000 là mình bao ship rồi nha các bạn. Lấy hai cái là còn 1,1 triệu cái. Đó, bớt 50,000 cái luôn. Rồi Kawani. Nặng của 2,5 kg thôi các bạn. Mẫu này thì nó là hàng Việt Nam mình, công ty Kawani là của Việt Nam mình nha các bạn. Trụ sở nằm Việt Nam Sài Gòn luôn. Rồi. 1,1 triệu các bạn. Đó. Đây phụ tùng nó đi kèm cũng là lam ba tấc nè, vũ nè, tiếp mở body chỉnh lục giác nè các bạn, là xích nè, bọc lam nè, đó vậy thôi. Rồi, mẫu này là 1,150,000 là giá một cái nha. Các bạn lấy từ hai cái là mình bớt 50,000 cái. Kawani nha, giật hơi đem có ổ giật trợ lực ta. Con này thì không có trợ lực đâu các bạn, đó, này giật nè, không có trợ lực nè. Đúng rồi, con này không có trợ lực nè các bạn, thấy không? Đó, còn cái mẫu kia nó có trợ lực các bạn. Cái mẫu mà tàu xúc đi quốc tế mà nó có trợ lực. Lấy cái con kia lên so sánh nè, cho bạn so sánh nhìn. Nó khác nhau các bạn, thấy không? Ổ giật nó khác nhau các bạn, thấy không? Ổ giật nó đâu không có giống các bạn. Đây nè, đúng rồi. Các bạn thấy ổ giật nó khác nhau nè. Đó. Bình bô nó cũng khác luôn nè, lật bên kia, lật. Đúng rồi, đó, nó khác nhau luôn nè các bạn, thấy không? Đó, cái này ốp lam nó riêng các bạn, ốp bô riêng, còn cái thằng kia là ốp lam với bô là nó nằm chung luôn. Rồi. Rồi bỏ qua em. Rồi qua mẫu em, qua mẫu. Lẹ lên để đi lên núi mà kiếm mồi nhậu nữa em, tranh thủ. Tiếp bạn mình lên cưa Komatsu nha. Hàng này cũng là hàng quốc dân nè các bạn à. Bán phải nói bạn luôn, một ngày mình đi đó mấy chục cây bạn, hàng quốc dân luôn bạn. Komatsu nha các bạn. Đây. Con này đâu ta, ốp của nó đâu em, ốp bỏ ốp lam lóc cái dập luôn các bạn, lóc dập Komatsu luôn. Công nghệ đỡ chữ da băng nè các bạn thấy không? Đó, đỡ chữ có chữ da băng nè, không? Công nghệ Komatsu nè. Đó. Rồi, thì con này là 1,150,000 là bao ship nha các bạn. Giá các bạn lấy một cái nha. Còn các bạn lấy hai cái là mình giảm 50,000 cái, còn 1,1 triệu cái nha các bạn. Là số lượng lấy từ hai cái nha. Còn các bạn lấy từ 5 cái các bạn là mình giảm nữa nha, giảm sâu cho các bạn luôn. Các bạn nào mà lấy số lượng từ 5 cái đổ lên là cứ IP cho thư ký đầu. Bên mình giảm sâu cho các bạn luôn nha. Từ 5 cái trở lên. Còn cái này mình đang báo giá một cái nha các bạn, còn hai cái là giảm 50,000 cái. Là đó. Còn từ 5 cái là mình lùi nữa các bạn, lùi dần nha, theo cấp nhân nha các bạn. Thì ốp của nó đây các bạn, phụ tùng ốp lam luôn đó. Bỏ vô đồng ốp lam này thì nó có khó lam này. Với lại xích thì nó có đầy đủ các bạn à. Xích đây. Lam con này là 5 tấc nha các bạn. Đây, nó có hộp này. Lam bánh xe nha các bạn. Lam 5 tấc. Bánh xe có vũ theo nữa nha các bạn, xích đầy đủ. Rồi tiếp mở body với lại canh chỉnh canh ti rồi đầy đủ nha các bạn. Thì nó đầy đủ nha, nó phun phụ kiện các bạn, không thiếu gì hết. Bỏ cái ốp lam vô quay cho nó đẹp em. Gắn thằng đợi nó không biết gắn các bạn. Thì con này nó có khó lam mở lam đầy đủ các bạn, khó lam mở lam đầy đủ này. Em chưa mở lam ra này. Đấy, mở ra đúng rồi, nó có thôi được rồi, tí nữa anh mở ra. Đây mình mấy thằng đợi nha, mình nó chỉ biết đóng hàng nữa bạn, nó không rành mấy cưa mấy gì đâu. Rồi con này đôi coi. Con này là kéo e đóng e nè các bạn, nó không có tự động đâu nha các bạn, phải rút e ra, rút e ra này đó. Con e, ổ giật con này có trợ lực, con em giật thử em. Có nha các bạn, con này có trợ lực. Đó, mẫu này có trợ lực nha các bạn. Rồi. Đó, con này nó có trợ lực nha các bạn. Rồi, quay hướng này em. Komatsu bạn, đây. Komatsu này, lóc cái dập luôn nè các bạn, thấy không? Rồi.
Mẫu này là 1.150.000 nha các bạn. Nó nồng của nó là 44 ly nha. Con này á, nồng 44 ly 5.200 đó bạn. Nồng 44 ly nha. Ủa giật có trợ lực các bạn. Rồi cái giá là 1.150.000 là một cây nha. Còn các bạn lấy 2 cây các bạn là còn 1.100.000 một cây. Các bạn lấy 5 cây luôn á thì giá nó sẽ xuống nha các bạn, xuống nữa cho các bạn luôn. Nghĩ là xuống tận đáy xã hội cho các bạn luôn á. Rồi. Cho qua mẫu em. Mẫu tiếp theo. Mẫu khôn đất nha các bạn. Đây khôn đất là mình hôm qua mình đi với ngày hôm qua với ngày hôm kia là mình đi phải nói các bạn cháy đơn luôn. Hôm nay là mình mới dời được lại nè các bạn thì vét kho rồi nha các bạn. Hôm nay là công ty họ báo là hết rồi đó, vét kho rồi. Là giờ cho mình khoảng tầm gần 20 cái nữa thôi, mình còn 20 cái nữa thôi bạn. Hồi sáng giờ mình đóng đi cũng nhiều rồi. Kìa các bạn, hồi sáng giờ mình đóng khoảng đất đi quá trời nè các bạn, cho các bạn xem. Đây. Anh em nào ai cũng đặt từ 2-3 cái các bạn. Đó, 2 cái, 3 cái, 5 cái không. Mình đóng đi ngày hôm qua mình đi nhiều lắm mà khoảng đất này nè. Thì tại vì cái giá này là mấy anh em thợ mà không biết các bạn à. Nhiều anh em cửa hàng mà còn bán chưa có hết, chưa có thốt hàng ra hết các bạn. Cái năm trước là cái thằng này mình nhập vô là 2 triệu, nói thiệt với bạn luôn là 2.150.000 là cái giá năm trước mình nhập vô các bạn. Mà bán ra lời có 100.000 thôi, mình bán ra là 2.250.000 các bạn, là năm trước mình bán á. Đó, mà nhiều anh em cửa hàng bữa nay là chưa có thốt được hàng cái thằng này luôn. Là vẫn còn các bạn, nên là cái giá nó, bây giờ là cái giá công ty nó bởi nợ thanh lý mới có giá này các bạn. Ủa, bỏ lên để chày em, bỏ lên thùng. Đó, rồi. Thì con này là 52 sơ sơ các bạn. Nồng 44 ly nha các bạn. Đó. 52 sơ sơ nồng 44 ly nè. Có ga bóp nha các bạn. Dựng đứng nó lên quay một vòng đi đồng ơi. Đúng rồi đó. Ga bóp nè các bạn. Ừ, ga bóp nè. Ui mấy em bỏ này chày hết em hàng mới đừng đợi nó chày vô hết. Ừ, rồi. Con này giá mình đang bán nè các bạn à, 1.790.000 là giá đã cộng đã bao ship rồi nha các bạn, đã tính tiền ship vô rồi. Thì các bạn lấy số lượng từ 2 cái là mình sẽ giảm 50.000 nha. Lấy 3 cái là 4 cái, 5 cái là mình giảm nữa các bạn. Tức là các bạn lấy số lượng nhiều nào mình giảm nhiều nấy các bạn. Là quản bao ship nha. Mình giảm nhưng mà quản bao ship cho các bạn luôn, chứ không phải giảm mà trừ ship ra đâu. Rồi. Số lượng mình sẽ giảm theo cấp nhân nha các bạn. 1.790.000 là giảm 1 cái bao ship nha. Còn các bạn lấy 2 cái là mình giảm 50.000 cái. Lấy nửa là mình giảm nữa nha các bạn. Rồi vậy thôi. Thì con này này rồi. Cái mũi của nó là dài 80 phân các bạn, chiều ngang của nó là 18 phân nha các bạn, gần 20 các bạn, chiều ngang á. Phụ tùng của nó thì nó chỉ có tiếp mở buri với lại chỉnh ganti thôi các bạn, với lục giác rồi thôi. Đó phụ cùng của nó vậy thôi. Ga bóp này bạn, cái chỗ này nó có cao su nha các bạn, cầm để đỡ đau tay các bạn, để mổ tay á. Đó. Đó vậy thôi các bạn, hộp số ở đây. Đây hộp số này các bạn. Đó bạn, cái riêng cái hộp số không bạn, năm trước là giá của nó là bằng cái máy nào bạn, triệu mấy rồi. Năm trước là bán cái hộp số với cái mũi không là đã triệu mấy, chưa tính cái đầu máy đó bạn, năm trước á. Mà năm nay nguyên từ combo từ trên xuống dưới luôn. Công ty nó thanh lý các bạn à. Nói chung là công ty nó phá sản rồi. Công ty nó nghỉ nó phá sản nó thanh lý rồi. Công ty của cái sản xuất cái này nè các bạn. Bây giờ nó qua công ty khác rồi. Rồi. Thì con này là 1.790.000 bao ship nha các bạn, mình đi nhiều lắm mà. Phải nói anh em đặt hàng quá trời luôn. Cửa hàng mấy anh em cửa hàng mấy ổng đặt một lần 5 cái, 3 cái, 2 cái. Nhiều lắm bạn. Tại vì cái giá nó so với năm trước là nó quá rẻ luôn các bạn. Mình cũng không ngờ luôn bạn, công ty nó thanh lý quá rẻ luôn, mình mới lấy mình giao cho các bạn thôi. Rồi. Cái đầu này không là nó 44 sơ sơ này các bạn tháo rời ra bán không là cũng gần bằng cái giá mà các bạn nhập nguyên cái này rồi. Rồi. Rồi qua mẫu đi em, con khôn đất nha các bạn. Lên. Rồi mình lên bình điện xịt thuốc nha các bạn. Đợt này công ty nó cũng thanh lý nè. Cái bình này nó đang đưa giao cho mình thanh lý các bạn. Cái mẫu này là Z Mitsubishi nha. Thì cái mẫu này là giá thị trường của nó năm trước bán là 750 bao ship đó bạn à. Bạn nhớ là đúng không? Năm nay thì công ty nó thanh lý các bạn à. Nó thanh lý cực kỳ rẻ luôn. Thì công ty nó thanh lý rẻ rồi mình cũng đỡ rẻ cho các bạn thôi. Chứ mình cũng chả ăn lời. Bữa nay mình bán là gọi là bán gì đam mê mà các bạn, không cần lời mấy đâu. 585.000 bao ship nha, các bạn nghe không có nhầm đâu nha. Đúng giá nó là 585.000 bao ship. Thì cái giá này là công ty nhờ mình thanh lý giùm.
cho nên là không có, mình để cho các bạn cái giá gọi là rẻ lắm rồi, mình không có giảm được, giảm nữa được đâu các bạn. Tại vì cái giá 585.000 là không có đâu bạn, các bạn lên mạng sẹt đi, không có cái giá này đâu. Bình 20 lít một bơm nha, Z Mitsubishi. Đó, 585.000 là bao ship nha các bạn, lưu ý nha. Thì cái giá này mình bán là không có giảm được nữa đâu nha các bạn. Giá gọi là dọn kho các bạn à, thanh lý nha. Dọn kho luôn các bạn à, thanh lý á. Đó. Rồi, năm nay nhiều công ty người ta khó khăn các bạn, nên là họ thanh lý nhiều lắm bạn. Mà Đinh Mai Vú mình thấy người ta khó khăn mình cũng thấy tội. Mình cũng không có đè trà đập người ta được các bạn. Thì người ta khó, người ta thanh lý thì mình bán cho nó, cũng thanh lý cho nó nhanh luôn cho rồi. Nên là mình không có đè giá công ty nữa các bạn. Thì 585.000 là bao ship nha các bạn, lưu ý. Còn mà các bạn lấy số lượng 5 cái các bạn, mình giảm cho tí đỉnh nữa. Nếu là lấy từ 5 cái thì mình giảm tầm 15.000 nữa thôi các bạn, không giảm được nhiều nữa đâu. 15.000 nữa thôi, nhưng mà vẫn bao ship nha các bạn. Thì cái bình này nó là một bơm bực, thử em đâu rồi. Đây. Đó, nó có tăng giảm đây các bạn. Đó bạn nghe không? Đó. Tắt này. Sạc thì nó có sạc tự ngắt nha các bạn. Đây. Sạc tự ngắt đầy bình, đầy bình tự ngắt nha. Rồi nó có rút ra em, cái này nó rút ra được nè em. Đó, rút ra được nè, thấy không? Đó, một bơm. Rồi còn cái này thì nó có dòi sen nè các bạn, phụ kiện của nó đùa dòi đâu nhiều dưới trời, một dòi này, hai dòi, ba dòi, bốn dòi, năm dòi nha các bạn, phụ kiện nó tặng á, năm cái dòi phun. Một này, hai này, ba này, bốn, năm. Cái này là hai dòi nè các bạn, đó. Cái này một dòi, cái này một dòi, một dòi. Nó có cái khó nữa các bạn, cái khó này, giờ dưới lại cái này nè. Cái này là khi mình gửi cho các bạn là rời hết nha, giờ các bạn tự ráp nha các bạn. Đó, giờ tự ráp lại. Dây đó là dây đeo nha. Rồi, ở trong này thì nó còn có gì nữa không em? À, cục này, này là để lọc lọc nước các bạn à. Ở trong này nó nhô lên nè các bạn. Nè, nhô lên nè. Đó. Cái mẫu này năm trước mình bán, mình có quay nhiều rồi. Thì cái thùng, cái bình ắc quy này khi mà hư các bạn, sau này các bạn thay bình ắc quy của xe đạp điện vô nó vừa luôn nha các bạn. Cái mẫu này nè. Đó. Rồi, ráp lại đi em. Đây, cái chỗ này là để cho massage cái lưng nè các bạn. Đó. Rồi, quay qua hướng này đi em. Đó. Nó là bình, nó ghi là 20 lít các bạn à. Z Mitsubishi. Rồi. Cái giá này là phải nói nó siêu rẻ rồi bạn, các bạn cứ lên Google sẹt đi bạn, không có giá này đâu. Công ty họ năm nay họ khó khăn các bạn, phá sản nhiều lắm, họ thanh lý cái giá nó gọi là nó rẻ lắm rồi các bạn, không còn giá nào nữa đâu các bạn. Rồi xuống đi em, còn mẫu nào nữa không? Không còn mẫu nào nữa đâu nha các bạn. Còn được rồi ta. Rồi, rồi hết rồi nha các bạn đặt hàng thì liên hệ cho số điện thoại bên dưới tiêu đề giúp mình nha. Thì hàng thì mình đóng đi hết rồi nha các bạn. Đây, hàng của các bạn đi hết rồi. Dây xịt thuốc rồi. Quên, cái này nè bạn. Cái hàng, cái đầu nén mà một ngựa rưỡi mà ti sứ này bán chạy lắm bạn. Cái một ngựa rưỡi ti sứ này nè. Trời ơi, hồi hôm mình lên video anh em đặt hàng quá trời luôn, cái một ngựa rưỡi ti sứ này. Cái loại này bán chạy cực kỳ luôn, một ngựa rưỡi tỷ sứ nha các bạn, toàn là mấy anh em đặt hàng không các bạn. Đó rồi thôi mình xuống like thôi. Còn mình còn 5 cây gắt cỏ Maru đó các bạn à. Cái kia, cái Rubin kia thì mình đang gom cho anh em đại lý rồi, còn mỗi 5 cây đó thôi. Các bạn lấy thì xả cho bạn 550 cây luôn nha, lăn hết nha, không có cây nào cứng đâu, lăn hết đó các bạn, chỉ thiếu mỗi tay lái rồi. Lăn hết nha. Nó còn 2-3 bộ tay lái nữa. Các bạn lấy thì mình xả luôn 550 một cây. Đóng đi luôn nha các bạn. Đâu vô kho thì còn cái quần què gì. Đóng đi luôn cho rồi. Đây các bạn. Đó, còn trong cái kho cắt cỏ của mình là còn đúng 5 cây này nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5 cây. 6 cây chứ lột, 6 cây. 550 một cây nha các bạn. Thì tình trạng là một tay lái này 1, 2, 3, 4. Ủa đủ các bạn, có con kia thiếu tay lái thôi, với một con thiếu đầu bò. Cái giá 550 là cái giá mình bán để rã lấy phụ tùng các bạn, nhưng mà cái con mấy năm con này là không có con nào bị cứng nha các bạn. Đó, giật hơi là có hơi đó bạn, không con nào cứng đâu. Rồi các bạn lấy thì bảo từ cái đầu đóng luôn 6 cây các bạn, quên nói 5 cây hoài, 6 cây các bạn, 1 2 3 4 5 6. Rồi. Đó các bạn, bán đồ mới vui lắm các bạn đi. Qua giờ mình đóng đi quá trời. Cứ ngày nào là Viettel nó tới bất hai lần bạn, sáng lần, chiều lần. Thì hôm qua đi hết rồi nha, hôm nay đi nữa. Rồi thì các bạn đặt hàng đi, gọi số hotline bên dưới video giúp mình nha các bạn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn, chúc anh em có một buổi tối thật niềm vui và mạnh khỏe nha. Thôi mình xuống like thôi.